Hồi thứ bảy, Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn, Tôn Kiên sang sông đả Lưu Biểu. Tôn Kiên bị Lưu Biểu vây lại, đã tưởng chết. May đâu lại có Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, ba tướng cố sức cứu được thoát nạn. Nhưng quân sĩ mất già nữa, Kiên kéo quân về Giang Đông. Từ đấy, Kiên và Biểu hai người thù nhau. Đây nói chuyện Viên Thiệu kéo quân về đóng ở Hà Nội, lương thảo túng thiếu. Quan mục ở Ký Châu là Hàn Phức, thấy vậy sai người đưa lương đến giúp để nuôi quân. Mưu sĩ Thiệu tên là Phùng Kỷ bảo với Thiệu rằng: Đại trượng phu tung hoành thiên hạ, việc chi phải đợi người đỡ lương? Ký Châu là đất giàu, lắm lương, tướng quân lấy Quách đi có được không? Thiệu nói: Ta cũng muốn lắm, nhưng chưa nghĩ được kế gì. Kỷ nói: Nay tướng quân nên mật sai người đưa thư cho Công Tôn Toản, bảo y tiến binh lấy Ký Châu. Tướng quân hẹn với Toản rằng hai bên cùng đánh, Toản tất thế nào cũng tiến binh. Hàn Phước là đứa vô mưu, tất sẽ mời tướng quân đến coi đỡ việc châu. Tướng quân thừa dịp lấy Ký Châu dễ như trở bàn tay. Thiệu mừng lắm, viết ngay thư cho Công Tôn Toản. Toản xem thư, thấy Viên Thiệu bàn cùng đánh lấy Ký Châu, rồi chia đôi đất, mừng lắm. Ngay hôm ấy khởi binh. Thiệu sai người mật báo cho Hàn Phước biết. Phước bèn gọi hai mưu sĩ tên là Tuân Thầm và Tân Bình để bàn. Thầm nói: Công Tôn Toản đem quân nước Yên, nước Đại kéo lại đông lắm, thế mình không đương nổi. Và Toản có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giúp đỡ, ta địch sao được? Nay Viên Thiệu chí dũng hơn người, thủ hạ nhiều, danh tướng lắm. Tướng quân nên mời Viên Thiệu lại để cùng coi việc châu. Tôi chắc Thiệu sẽ hậu đãi, tướng quân sợ gì Công Tôn Toản? Phước liền sai quan biệt giá tên là Quan Thuần sang mời Viên Thiệu. Trưởng sử là Cảnh Vũ can rằng: Viên Thiệu bây giờ đương thân cô thế cùng, chỉ trông nhờ vào ta, ví như đứa trẻ con ở trên bàn tay, không cho bú mớm thì chết ngay. Việc gì lại đem châu mình mà đưa cho nó, khác gì đưa cọp vào đàn dê. Phước nói: Ta cũng là đầy tớ cũ họ Viên, tài ta lại kém Thiệu. Người ngày xưa từng chọn người hiền để nhường ngôi, sao các ngươi bây giờ hay ghen ghét thế? Cảnh Vũ than rằng: Ký Châu hỏng mất, vì việc đó có hơn 30 người bỏ chức mà đi. Cảnh Vũ với Quan Thuần, hai người rủ nhau ra phục ở ngoài cửa thành để đợi Viên Thiệu đến. Sau vài hôm, Viên Thiệu kéo binh lại, Cảnh Vũ, Quan Thuần rút dao nhảy ra trực đâm Viên Thiệu. Tướng Thiệu là Nhan Lương chém chết Cảnh Vũ, Văn Xú chém chết Quan Thuần. Thiệu vào Ký Châu cho Phức làm phấn uy tướng quân, rồi cho Điền Phong, Thư Thụ, Hứa Du và Phùng Kỷ chia tay nhau ra giữ việc trong châu, đoạt cả quyền của Hàn Phức. Phức bấy giờ mới hối lại, nhưng đã muộn mất rồi. Bực mình bỏ cả cửa nhà vợ con, sang với thái thú Trần Lưu, tên là Trương Mạc. Công Tôn Toản thấy Thiệu giữ được Ký Châu, liền sai em là Công Tôn Việt đến thăm Thiệu và dục Thiệu chia đất theo như lời đã ước với nhau. Thiệu bảo Việt: Về mời anh ngươi lại đây, ta sẽ nói chuyện. Việt về, đi chưa được 50 dặm, bỗng gặp một cánh quân mã ở cạnh đường xông ra, nói rằng: Ta là gia tướng nhà Đổng thừa tướng đây, rồi tên bắn ra tua tủa, Việt bị thương chết. Đầy tớ trốn được về báo với Công Tôn Toản. Toản tức lắm, nói rằng: Viên Thiệu nhủ ta đem binh đến đánh Hàn Phức, chẳng qua là dụng mưu lừa dối. Nay lại giả trá là quân Đổng Trác để giết em ta, thù này thế nào cũng phải báo. Nói rồi đem hết cả quân bản bộ mình kéo sang Ký Châu. Thiệu thấy Toản kéo quân đến, cũng dẫn quân ra. Hai bên gặp nhau ở trên sông Bàn Hà. Thiệu dàn quân đến Đông Cầu, Toản dàn quân bên Tây Cầu. Toản cưỡi ngựa đứng trên cầu, mắng to lên rằng: Thằng Bội Nghĩa kia, sao mày dám lừa tao? Thiệu cũng thúc ngựa đến cạnh cầu, trỏ tay vào Toản, nói rằng: Hàn Phức hèn hạ, tự xin nhường Ký Châu cho tao, có việc gì đến mày? Toản lại nói: Ngày trước tao tưởng mày là đứa có nhân nghĩa, bầu mày làm minh chủ.
Bây giờ xem những điều mày làm khác gì chó má, mày còn mặt mũi nào đứng trên cõi đời. Viên Thiệu giận lắm, thét rằng, ai vào nắm cổ nó ra đây cho ta. Nói chưa dứt lời, Văn Xú vác giáo, thúc ngựa xông thẳng lên cầu. Toản đánh nhau với Xú chưa được 10 hiệp, thua chạy. Xú đuổi theo, Toản chạy vào trong trận. Xú cũng phi ngựa xông vào giữa đám quân. Thủ hạ Toản có 4 tướng giỏi, kéo ùa cả ra đánh với Văn Xú. Xú đâm trúng một người ngã ngựa, còn 3 người đều chạy. Xú đuổi Toản chạy ra đằng sau trận. Toản nhìn vào một cái hang núi để chạy trốn. Xú thúc ngựa quát lên rằng, xuống ngựa hàng đi, mau mau. Toản cung tên rơi mất cả, mũ lăn xuống đất, đầu tóc tả tơi, phi ngựa cứ chạy quanh dặn núi. Chẳng may ngựa vấp quỵ 2 chân trước, Toản cũng ngã quay xuống dưới bờ núi. Xú cầm ngọn giáo xô lại để đâm, bỗng đâu bên cạnh bờ cỏ có một tướng, người trẻ trung vác ngọn giáo phi ngựa ra đâm Văn Xú. Công Tôn Toản lẻn trèo lên bờ núi, trông thấy tướng ấy mình cao 8 thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng môi dày, uy phong lẫm liệt. Đánh nhau với Văn Xú 50-60 hiệp, chưa rõ bên nào thua, bên nào được. Quân cứu của Toản kéo đến, Xú quay ngựa lui về. Tướng tuổi trẻ ấy không đuổi theo. Toản vội vàng xuống bờ đất hỏi tên họ. Người ấy vái một vái thưa rằng, tôi là người ở Chân Định, xứ Thường Sơn, họ Triệu, tên Vân, tên chữ là Tử Long. Nguyên tôi là người ở địa hạt Viên Thiệu. Nhân thấy Thiệu không có bụng trung vua cứu dân, nên tôi bỏ xứ ấy đến đây theo ngài. Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Toản mừng lắm, mời Triệu Vân về trại, sửa sang lại áo giáp và đồ khí giới. Hôm sau, Toản chia quân mã ra làm 2 cánh, ngựa hơn 5.000 con, quá nửa toàn ngựa trắng. Vì khi xưa Toản có đánh nhau với người Dợ Khương, chọn Tuyền ngựa trắng làm tiên phong, gọi là Bạch Mã Tướng Quân. Người Dợ Khương trông thấy ngựa trắng là chạy. Từ đó Toản có rất nhiều ngựa trắng. Thiệu sai Nhan Lương, Văn Xú làm tiên phong, mỗi người đem 1.000 quân cung nỏ chia làm 2 cánh tả hữu. Truyền rằng cánh quân tả bắn hữu quân của Toản, cánh quân hữu bắn tả quân của Toản. Lại sai Khúc Nghĩa đem 800 tay cung, 1.500.000 quân bộ dàn ở giữa trận. Viên Thiệu đem quân mã bộ vài vạn đi sau để tiếp ứng. Công Tôn Toản mới được Triệu Tử Long, chưa biết bụng dạ thế nào, sai Lĩnh Riêng một toán quân đi về mặt sau. Tiên phong giao cho đại tướng Nghiêm Cương, Toản tự lĩnh cánh trung quân, cưỡi ngựa đứng trên cầu. Bên mình dựng một lá cờ đỏ, thêu một chữ Súy bằng kim tuyến. Từ giờ Thìn, đánh trống đến mãi giờ Tị, không thấy Viên Thiệu tiến binh. Khúc Nghĩa sai những tay cung phục cả ở dưới mộc đỡ tên, hẹn đến lúc nào thấy phát một tiếng súng mới được bắn tên ra. Nghiêm Cương đánh trống, gieo hò tiến lên, xông thẳng vào đánh Khúc Nghĩa. Quân Nghĩa thấy Cương vào cũng mặc ý, cứ để cho vào. Khi Cương đến gần sát quân Nghĩa, mới có một tiếng súng vang lên, 800 cung nỏ cùng bắn ra một lúc. Cương định chạy trở về, Nghĩa đã tế ngựa đến chém chết lăn quay xuống chân ngựa. Quân Toản thua, hai bên tả hữu trổ ra để cứu, lại bị Nhan Lương, Văn Xú dẫn quân cung nỏ bắn sang, không thể nào cứu lại được nữa. Quân Thiệu bấy giờ mới tiến lên, đến mãi cạnh cầu. Khúc Nghĩa phi ngựa lên cầu, chém ngay tướng cầm cờ của Toản, chặt ngọn cờ gãy đôi, rơi xuống đất. Toản thấy cờ đổ, vội vàng quay ngựa xuống cầu chạy. Khúc Nghĩa đem binh xông vào đến tận hậu quân của Toản, gặp Triệu Tử Long. Triệu cầm ngọn giáo xông vào đánh Khúc Nghĩa, đánh có vài 3 hiệp, đâm Khúc Nghĩa chết ngay. Tử Long cưỡi một con ngựa, phi vào đám quân Viên Thiệu, xông sáo như đi vào chỗ không có người. Toản kéo quân đánh lại, quân Thiệu lại thua. Giữa lúc Khúc Nghĩa chém được tướng cầm cờ của Toản, Viên Thiệu sai quân thám mã ra xem. Quân thám về báo rằng, Nghĩa chém được tướng, chặt được cờ, đương đuổi Toản. Vì thế Thiệu không chuẩn bị gì cả, cùng với Điền Phong dẫn vài trăm quân vác kích, vài 10 tay cung, cưỡi ngựa ra xem, cười ha hả, rằng Toản là hạng hèn hạ, chẳng làm trò gì được. Trong khi đang cười cười, nói, bỗng thấy Triệu Tử Long xông đến trước mặt. Những tay cung vội vàng bắn, Triệu Tử Long đâm luôn mấy đứa, chúng khiếp sợ bỏ chạy cả. Đằng sau thì quân Toản cuồn cuộn tiến lên vây bọc lại. Điền Phong vội vàng bảo Thiệu rằng,
Chúa công nên lánh vào trong bức tường kia. Thiệu liền cầm mũ đâu mâu quăng xuống đất quát to lên rằng, đại trượng phu muốn chết ở chiến trường, chứ lại núp vào tường cầu sống làm gì? Quân Viên Thiệu cố sức liều chết chống cự, Triệu Vân không thể xông vào được nữa. Lúc ấy đại quân của Thiệu vừa kéo đến kịp. Nhan Lương cũng dẫn quân lại, hai bên xô sát đánh nhau. Triệu Vân bảo vệ công Tôn Toản đánh ra được khỏi vòng vây. Lúc về đến đầu cầu bên này, quân Thiệu lại tiến lên sang qua cầu. Quân Toản xa xuống sông chết rất nhiều. Viên Thiệu xông thẳng lên trước, chưa được năm dặm đã nghe thấy mé sau núi có tiếng hò reo. Một toán quân mã kéo ra, ba tướng đi trước là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Ba anh em đang ở Bình Nguyên, nghe thấy Toản đánh nhau với Thiệu, đem quân đánh giúp. Ba người vừa đến nơi, gặp Thiệu đương đuổi Toản, liền tế ngựa chạy lại cứu. Thiệu trông thấy ba người, hồn vía lên mây cả. Con dao quý đang cầm trong tay rơi ngay xuống đất, chỉ vừa kịp thúc ngựa quay đầu chạy. Được quân mã cố sức ra cứu, Thiệu mới về được khỏi cầu. Công Tôn Toản cũng thu quân về trại. Lưu, Quan, Trương vào chào, cùng nhau hỏi han trò chuyện. Toản nói, Huyền Đức giá không đến cứu ta, ta còn bị khốn đốn nhiều. Rồi Toản bảo ba người vào gặp Triệu Tử Long. Lưu Bị mới thấy Triệu Vân, đã có bụng yêu mến ngay, không muốn rời xa nhau. Viên Thiệu thua một trận, giữ trại không ra đánh. Hai bên cầm cự hơn một tháng, có người về Tràng An báo với Đổng Trác. Lý Nho nói với Trác rằng, Viên Thiệu với Công Tôn Toản đều là hào kiệt bây giờ, nay hiện đương đánh nhau ở trên sông Bản Hà. Thái sư nên làm giả chiếu của vua, sai người ra giải hòa. Hai người ấy được hòa thuận với nhau, tất cảm ơn Thái sư và quy phục Thái sư. Trác nghe Lý Nho, ngay hôm sau sai Thái Phó là Mã Nhật Đê và Thái Bộc là Triệu Kỳ đem chiếu mệnh đi dụ hai người. Hai sứ đi đến Hà Bắc, Viên Thiệu ra ngoài 100 dặm đón rước, lại hai lạy, vâng mệnh chiếu dụ. Hôm sau Mã Nhật Đê và Triệu Kỳ lại đến dinh Công Tôn Toản để dụ. Toản cũng vâng chiếu, liền sai sứ đưa thư sang cho Thiệu, hai bên giảng hòa, Mã Triệu về Tràng An. Toản rút quân về, rồi tiến Huyền Đức làm tướng ở Bình Nguyên. Lưu Bị khi tử giã Triệu Tử Long, hai người cầm tay nhau giọt nước mắt khóc, ngần ngừ không muốn xa nhau. Vân than rằng, trước kia tôi cũng nghĩ Công Tôn Toản là người anh hùng, nay xem việc làm thì bất quá cũng là một tuồng Viên Thiệu. Lưu Bị nói, thôi, xin ông hãy chịu khó náo thân ở đây, hai chúng ta thế nào cũng có ngày gặp nhau. Hai người rời nhau ra, nước mắt chứa chan. Lại nói đến Viên Thuật ở Nam Dương, nghe tin Viên Thiệu mới được Ký Châu, sai sứ lại xin 1.000 ngựa, Thiệu không cho. Thuật giận, từ đó hai anh em ghét nhau. Thuật lại sai sứ đến Kinh Châu hỏi vay Lưu Biểu 20.000 tạ lương, Biểu cũng không cho vay. Thuật cũng giận, sai người mật thư cho Tôn Kiên đánh Lưu Biểu. Thư rằng, trước kia Lưu Biểu chẹn đường ông là mưu anh bản sơ tôi cả. Nay tôi lại thấy anh tôi bản riêng với Lưu Biểu, muốn nuốt cả Giang Đông. Ông nên trong chóng khởi binh đánh Lưu Biểu đi, tôi thì xin đánh bản sơ hộ ông. Có thế thì hai mối thù mới báo được. Ông lấy Kinh Châu, tôi lấy Ký Châu, ông đừng để mất cơ hội. Kiên được thư nói rằng, Lưu Biểu trước chẹn đường ta, nay không nhân dịp này báo thù, còn đợi đến bao giờ? Bèn họp những tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương để bàn. Phổ nói, Viên Thuật là người trí trá lắm, không nên tin vội. Kiên nói, ta muốn đánh báo thù, cần gì Viên Thuật giúp? Rồi sai Hoàng Cái đến trước bên sông, sắp sẵn chiến thuyền và chở nhiều quân lương khí giới, thuyền lớn thì chứa ngựa chiến để một ngày nào đó cất quân. Quân thám dò biết tình hình, về báo với Lưu Biểu. Biểu sợ lắm, kíp họp các tướng lại bàn. Khoái Lương nói, lo gì việc này, chúa công lên sai Hoàng Tổ lĩnh quân ở Giang Hạ đi trước làm tiền khu, chúa công đem quân Kinh Tương đi sau làm hậu viện. Tôn Kiên còn phải qua nhiều sông mới đến đây, còn dụng võ làm sao được. Biểu cho là phải, sai Hoàng Tổ chuẩn bị sẵn sàng rồi đưa đại quân ra nghênh địch. Lại nói đến Tôn Kiên có 4 con, đều là vợ cả Ngô Phu Nhân sinh ra, con cả tên là Sách, tên chữ là Bá Phủ.
Con thứ hai tên là Quyền, tên chữ là Trọng Mưu. Con thứ ba tên Đức, tên chữ là Thúc Bật. Con thứ tư tên Khuông, tên chữ là Quý Tá. Vợ thứ hai của Kiên là em ruột vợ cả, đẻ được hai con, một trai, một gái. Con trai tên là Lang, tên chữ là Tảo An, con gái tên là Nhân. Kiên lại nuôi một người con họ Du làm con nuôi, tên là Thiều, tên chữ là Công Lễ. Kiên có một người em, tên là Tĩnh, tên chữ là Ấu Đài. Khi Kiên sắp đi, Tôn Tĩnh dắt cả các con sắp hàng ở trước ngựa, lại mà can dặn: Nay Đổng Trác chuyên quyền, thiên tử hèn yếu, bốn bề loạn lạc, mỗi người giữ một phương. Giang Đông ta vừa mới yên được ít lâu, nay chỉ vì một chút giận nhỏ mà đưa đại quân đi đánh, tôi tưởng không nên, xin anh xét lại. Kiên nói: Chú đừng nói nhiều, ý tôi muốn tung hoành trong thiên hạ, có thù lẽ nào lại không báo? Con cả là Tôn Sách nói: Nếu cha đã quyết, con xin đi theo. Kiên cho đi, rồi hai bố con kéo quân đến phản thành. Hoàng Tổ phục cung nỏ ở bên sông, thấy thuyền Kiên gần đến bờ, tên bắn ra như mưa. Kiên chuyển quân sĩ, không ai được bắn vội, hãy cứ nấp ở trong thuyền, trở đi trở lại, dụ địch luôn ba hôm. Thuyền cứ lượn vào bờ đến vài mươi lượt, quân Hoàng Tổ thi nhau bắn ròng rã, bắn đến hết sạch tên. Đến hôm thứ tư, Kiên sai quân ra rút những tên rất đầy cả hai ria thuyền, ước được vài mươi vạn, nhân lúc thuận gió, bắn cả vào bờ. Quân Hoàng Tổ chống đỡ không nổi, phải bỏ chạy. Kiên kéo quân lên bờ, Trình Phổ, Hoàng Cái chia binh ra làm hai đường, đến đánh trại Hoàng Tổ. Đằng sau thì Hàn Dương kéo binh tiến lên, ba mặt đánh dồn lại. Quân Hoàng Tổ thua, bỏ phản thành, chạy về Đặng Thành. Kiên sai Hoàng Cái ở lại giữ lấy thuyền bè, mình thì đem binh đuổi theo. Hoàng Tổ đem quân nghênh địch bày trận ở giữa cánh đồng. Kiên cũng dàn thành thế trận, rồi cưỡi ngựa ra đứng dưới cửa cờ. Tôn Sách mặc áo giáp gọn ghẽ, cầm ngọn mác, cũng cưỡi ngựa đứng bên cạnh bố. Hoàng Tổ dẫn hai tướng cưỡi ngựa ra, một tướng là Trương Hổ ở Giang Hạ, một tướng là Trần Sinh ở Tương Dương. Hoàng Tổ trỏ roi mắng: Đàn chuột ở Giang Đông kia, sao dám xâm phạm vào đất của tôn thân nhà Hán? Nói rồi sai Trương Hổ ra đánh. Bên đám quân của Kiên, Hàn Dương ra nghênh địch. Hai bên đánh nhau chưa được 30 hiệp, Trần Sinh thấy Trương Hổ đuối sức, cũng phi ngựa ra đánh giúp. Tôn Sách trông thấy, cắp chặt ngọn mác ở nách, dương cung đặt tên, bắn tên ngay vào giữa mặt Trần Sinh. Sau tiếng dây cung bật, Trần Sinh ngã ngựa ngay. Trương Hổ thấy thế, giật nảy mình, bị ngay Hàn Dương giơ dao chém một nhát, Hổ đỡ không kịp, bị Dương chém mất nửa đầu. Trình Phổ xông ngựa vào trận để bắt Hoàng Tổ. Tổ bỏ cả mũ lẫn ngựa, chạy vào đám bộ quân để lẩn trốn. Tôn Kiên đánh tràn cánh bại quân, đuổi thẳng mãi đến sông Hán Thủy, sai Hoàng Cái đem thuyền tiến lên đóng ở Hán Giang. Hoàng Tổ thu quân thua lại, vào ra mắt Lưu Biểu, nói rằng: Thế tên Kiên to quá, không sao địch được. Biểu vội gọi Khoái Lương ra bàn. Lương nói: Nay mới thua, binh lính ngã lòng cả, bây giờ chỉ nên thành cao hào sâu, giữ cho vững vàng, rồi mặt sai người sang cầu cứu Viên Thiệu, có thể giải được vòng vây này. Sái Mạo nói: Tử Nhu bàn mưu ấy thực vụng, nay binh địch tới ngoài thành, tướng địch đã đến bên hào, có lẽ đâu lại ngồi khoanh tay chịu chết. Tôi tuy không có tài cán gì, nhưng dám xin lĩnh quân ra ngoài thành quyết chiến một trận. Lưu Biểu nghe lời, cho Sái Mạo đem hơn 10,000 quân ra ngoài thành Tương Dương, dàn trận ở dưới núi Nghiễn Sơn. Tôn Kiên đem quân vừa thắng trận, kéo bừa lên đánh Sái Mạo. Mạo thúc ngựa ra. Kiên thấy Mạo hô: Thằng này là anh vợ bé Lưu Biểu đây, ai ra bắt lấy nó cho ta. Trình Phổ vác ngay ngọn mâu chui sắt, tế ngựa ra đánh. Mới đánh nhau được vài hợp, Mạo đã thua chạy. Kiên thúc quân vào, giết chết quân Mạo vô số, thấy người ngổn ngang khắp cả cánh đồng. Mạo trốn về Tương Dương. Khoái Lương thấy Mạo thua chạy về, liền nói rằng: Tôi đã bày một chiếc hay, Mạo không nghe, ra đánh để đến nỗi thua to, nên chiếu quân pháp đem chém. Lưu Biểu vừa lấy em gái Sái Mạo, không nỡ chém. Tôn Kiên chia ra bốn mặt, vây bọc thành Tương Dương để đánh. Một hôm, bỗng nổi một cơn gió giật đổ cờ suý ở trung quân.
Hàn Lương nói, điểm này là điểm gở, xin hãy rút quân về. Kiên nói, ta đánh trận nào được trận ấy, chỉ sớm tối hôm nay lấy được Tương Dương, sao lại vì một việc gió thổi gãy cờ mà bãi binh? Kiên không nghe lời Hàn Lương, càng thúc quân đánh giết. Khoái Lương một hôm xem thiên văn, bảo Lưu Biểu, tôi trông thiên văn, thấy một ngôi tướng tinh, chừng muốn xa, cứ chia phương hướng mà tính ra, thì ngôi sao ấy là Tôn Kiên. Chúa công nên lập tức đưa thư cho Viên Thiệu để cầu cứu. Lưu Biểu viết thư xong, hỏi có ai dám xông ra vòng vây. Có tướng khỏe tên là Lã Công xin đi. Khoái Lương bảo Lã Công rằng, ngươi đã có gan dám đi, nên nghe kế ta. Ngươi đem 500 quân mã đi, phải kén những tay bắn cung giỏi. Ra khỏi vòng vây rồi, lập tức chạy lên núi Nghĩa Sơn. Đằng kia tất nó đem quân lại đuổi. Ngươi phải lấy ra 100 người, lên núi tìm đá chất sẵn. 100 người nữa mang cung nỏ nấp ở trong rừng. Hễ quân đuổi đến nơi, chớ có chạy đường thẳng, cứ chạy quanh co, giữ cho nó đến chỗ mai phục, rồi ở trên cùng bắn tên và ném đá xuống. Nếu thắng trận, lập tức nổi hiệu súng Liên Châu, trong thành sẽ cho quân ra tiếp ứng. Nếu nó không đuổi thì đừng nổ súng báo hiệu làm gì, cứ đi sấn đi thôi. Đêm nay trăng không sáng lắm, chiều tà có thể ra khỏi thành. Lã Công vâng, lĩnh kế ấy, sắp sẵn quân mã. Buổi chiều sâm sẩm tối, bí mật mở cửa phía đông, kéo quân ra khỏi thành. Tôn Kiên đang ở trong trướng, nghe có tiếng reo, kịp cưỡi ngựa, đem 30 tên kỵ mã ra cửa chạy xem. Quân sĩ lại báo rằng, có một toán quân mã ở trong thành kéo ra, chạy về mé núi Nghiễn Sơn. Kiên không kịp gọi các tướng, chỉ dẫn 30 tên kỵ mã đuổi theo. Lã Công bấy giờ đã đưa quân vào núp ở trong rừng rậm mai phục sẵn sàng. Một mình Kiên phóng ngựa chạy nhanh tới, thấy quân đằng trước không còn cách xa mấy. Kiên gọi to lên rằng, đừng chạy nữa. Lã Công quay ngựa lại đánh. Đánh được một keo, Lã Công lại chạy, lẻn vào trong đường núi. Kiên đằng sau theo hút, nhưng đi đến núi không thấy Lã Công nữa. Toàn trèo lên núi, nghe thấy một tiếng cồng, rồi đá đâu ở trên núi ném xuống như mưa. Trong rừng tên bắn ra tua tủa. Kiên bị tên bắn trúng vào đầu, phọt óc ra, người và ngựa cùng chết cả ở chân núi. Lúc ấy Tôn Kiên mới có 37 tuổi. Lã Công xuống chẹn đường, bắt được 30 tên kỵ mã, giết tuốt cả, rồi nổi hiệu súng Liên Châu. Trong thành nghe thấy, Hoàng Tổ, Khoái Việt, Sái Mạo cùng chia là mấy ngả ra đánh. Quân Giang Đông xôn xao cả lên. Hoàng Cái giữ thuyền ở dưới sông, nghe thấy tiếng reo rầm rĩ, cũng dẫn thủy quân kéo lên bờ. Gặp ngay Hoàng Tổ, đánh nhau được vài keo, thì Hoàng Cái bắt sống được Hoàng Tổ. Trình Phổ bảo vệ Tôn Sách, vội tìm đường chạy. Vừa gặp ngay Lã Công đến, Phổ tế ngựa ra. Hai bên đánh nhau được vài hiệp, Phổ đâm một ngọn mâu, Lã Công chết ngã xuống chân ngựa. Hai bên đánh nhau mãi đến tận trời sáng mới thu quân về. Quân Lưu Biểu rút vào thành, Tôn Sách về đến Hán Thủy, mới biết tin bố chết. Quân Lưu Biểu đã khiêng xác vào thành mất rồi. Sách khóc lóc thảm sầu, quân sĩ cũng rền rĩ than khóc. Sách khóc, xác chết còn ở bên địch, làm thế nào mang về quê được? Hoàng Cái nói, nay bắt sống được Hoàng Tổ ở đây, nên sai người vào thành giảng hòa, đổi Hoàng Tổ lấy thi thể của chúa công. Nói chưa dứt lời, có quân lại tên là Hoàn Khải bước ra nói rằng, tôi với Lưu Biểu có quen biết cũ, xin nhận đi sứ vào thành. Sách cho Khải đi. Lúc giáp Lưu Biểu, Biểu nói, hài cốt Văn Đài ta đã nhập quan tử tế, ngươi về nói bên ấy tha Hoàng Tổ ra, ta sẽ trả hài cốt cho mà đem về, hai bên cùng bãi binh, từ sau không xâm phạm nhau nữa. Khải từ tạ sắp đi, dưới thềm Khoái Lương nhảy ra ngăn rằng, không nên, không nên, tôi có một kế này làm cho quân Giang Đông mảnh áo giáp cũng không còn, nhưng trước hết xin hãy chém Hoàn Khải đi đã. Thế rõ thực là Tôn Kiên đuổi giặc vừa toi mạng, Hoàn Khải cầu hòa lại gặp nguy. Chưa biết tính mạng Hoàn Khải ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, các trấn chư hầu đã không đồng tâm hiệp lực giết loạn phò vua, lại còn sâu xé nhau, chia thiên hạ làm mấy chục mảnh. Thế là một đổng trác chưa trừ được mà đã có thêm vô số đổng trác khác. Tình thế này dù là một kẻ trí lược, muốn dẹp yên bốn vương thu về một mối
cũng khó làm được. Cái mưu chiếm Ký Châu của Viên Thiệu cũng khéo thật, nhưng người đời chỉ thấy Hàn Phức, Công Tôn Toản mắc mưu Viên Thiệu mà không thấy chỗ Viên Thiệu mắc mưu Đổng Trác. Ôi, trước đây Thiệu làm minh chủ để đánh Đổng Trác, thế mà lúc này Đổng Trác đứng ra giải hòa, Thiệu lại tuân theo. Thế thì mối căm hận trước kia ở đâu? Thói đời, kẻ trộm cắp, gian manh mới hay thể thốt, còn như Tôn Kiên, đường đường một danh tướng, thế mà lại giấu ngọc tỷ, rồi lại thề thốt là nghĩa gì? Đọc hồi này thấy Tôn Kiên thật đáng buồn. Từ hồi này trở lên, tác giả đi sâu vào cuộc chiến đấu giữa Tôn Sách, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Biểu. Ấy chính là phép lấy vai khách để tả vai chủ sau này.